Chào mừng tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với chương trình Bố Là Tất Cả, với vòng 3 được mang tên Bữa Ăn Yêu Thương. Và ở vòng chơi này thì chương trình chúng tôi đã khảo sát hai bé tất cả những món ăn mà hai bé thích có ở trong cái hộp này. Và bây giờ thì hai bé sẽ lên đây quẩy tù xì. Ai thắng thì chúng ta sẽ được bóc cái phiếu này ra. Và trong đây sẽ có một món ăn mà cả hai bé đều thích. Và nhiệm vụ của hai ông bố là sẽ nấu món ăn đó trong vòng là 30 phút. Anh nấu một bữa ăn lúc nào cũng hơn mấy tiếng đồng hồ, sau đó thì không ăn được hết. Nếu như 30 phút mà các bố nấu được mới là tuyệt vời. Thì đó chính là cái thử thách. Thử thách dành cho hai bố ngày hôm nay. Và cũng là các mẹ cũng đã thấy là ô, người chồng của mình có thực sự là giỏi tới như vậy hay không. Đó hóa là vòng này để cho các mẹ thỏa mãn. Đúng rồi, yêu thích của các mẹ thích mấy bố nấu đúng giống không? Giống như bình thường, ví dụ như bố hay con, ví dụ đi về cái là vợ ơi có cơm chưa rồi nhiều khi tất bật đúng không? Thì làm sao chúng ta có thể nấu một cái món gì đó đơn giản mà trong vòng cái thời gian rất là ngắn. Mời hai con này bước lên tí xíu nè. Rồi mình quánh tù xì với nhau nè. Ai thắng là mình bóc cái lá phiếu trong đây nè. Quánh tù xì ra cái gì ra cái này. Rồi, không sao. Hiếu rồi thắng, Hiếu thắng. Hiếu thắng. Rồi, bây giờ cho Hiếu bóc nè. Wow. Con bóc cái món nào mà khó thì khó nha. Cho bố con nấu. À, canh thì là nấu tôm trộn với gỏi. Cá lăng. Thôi, cá gô nấu với ruột bầu đi cho dễ. Cái gì nè? Thôi rồi. Rồi, đọc lớn lên nè con. Đọc lớn nè, đọc lớn nè. Và rọi chiên. Và và canh khoai môn. Khoai mỡ. Khoai gì? Khoai mỡ. Rồi. Món ăn của chúng ta sẽ là thịt ba rọi chiên và canh khoai mỡ. Không biết thường ngày là hai đứa con là được ăn đồ ăn bố mình nấu chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Bố nấu có ngon không nè? Dạ cũng ngon. À bên đây ngon còn bên đây cũng ngon, có nghĩa là đôi lúc nó hơi dở hả con? Dạ nó cũng ngon cũng nhưng mà nó cũng ngon. Ủa nó cũng ngon. Nó cũng ngon hả? Nó cũng ngon. Là có lúc nó dở đúng không? Có lúc bố con nấu dở. Dạ không, nó cũng ngon. Cả ba cũng nấu ngon hết. Cái đáp án của bé là cũng ngon ra nè. Rồi con là ngon đúng không? Dạ ngon. Bây giờ hai bố đó về hai vị trí, bây giờ nhiệm vụ chúng ta sẽ là cổ vũ bố của mình đúng không? Rồi. Bố Sơn cổ lên. Bố Sơn cổ đây lên nè. Bố Thái Bảo cổ lên. Bố Thái Bảo cổ lên. Ba Sơn cổ lên. Ba Sơn cổ lên. Và bây giờ thời gian nấu xin phép bắt đầu. Mình về chỗ nè, chờ nè. Rồi mình về chỗ nè, về chỗ nè. Đó. Rồi anh Phúc à, em mới biết được một thông tin. Đó là ở đây chúng ta có một rapper nhí. Trời ơi, xuất sắc luôn. Kế bên anh lường. Trời ơi Hiếu, con biết rap luôn hả? Dạ. Dữ không? Dạ. Chúng ta sẽ cùng chào đón thiên thần rap nhỏ. Xin mời Hiếu, rapper, Hiếu. Rapper Minh Hiếu. Minh Hiếu, Hiếu. Yeah. Rồi. Hiếu nha. Con có một bài để tặng cho hai ba đang nấu ăn. Dạ. Và nhưng mà nó hơi lạc đề là nước uống. Không sao. Không sao, không sao. Dạ. Hai ba vô. Vô. Quán con có bán cà phê đen và cà phê đá. Hey. Con có các loại rau má, có trà đá, trà sữa đường đen. Hey. Nếu mà ba thích bông chen thì con mời ba mua nước tắc. Hey. Uống xong cả người lạnh ngắt, con mời ba một ly trà gừng. Hey. Uống xong mặt đỏ phần phần, con mời ba trà chanh giải nhiệt. Yeah. Nếu mà ba thích đặc biệt thì trà đào, trà ổi bí đao. Hey. Nếu mà ba thích pha mau thì em con mời ba mua nước ép. Ép, ép dầu, ép mỡ, ai nở ép gì. Hay quá, trời ơi. Mời rapper về chỗ của mình. Mời rapper về chỗ, hay quá. Hay quá. Như vậy là bố Bảo và bố Sơn đã hoàn thành xong hai món ăn là thịt ba rọi chiên và canh khoai mỡ. Dạ, em thấy món ăn rất là hấp dẫn luôn. Thơm quá. Chỉ muốn dành ăn với hai đứa nhỏ thôi. Rồi bây giờ chúng ta hãy thử thưởng thức nè. Xem là ở cái phần này á, hai con sẽ thưởng thức hai cái phần ăn này. Sau đó chúng ta cảm nhận được là
cái nào tụi con cảm thấy nó ngon miệng tụi con hơn thì tụi con cho số điểm nhiều hơn. Đó, cho 2 điểm. Còn mà phần nào mình cảm thấy là không ngon bằng thì mình cho 1 điểm. Sau khi tụi con ăn xong và cho điểm xong thì cô sẽ bắt đầu lật cái lá phiếu này lên. Lúc đó chúng ta sẽ biết được là bên nào là bố Văn Sơn nấu và bên nào là bố Thái Bảo nấu. Mời hai con tập trung ăn nhiều phía đúng không hay là ăn về hai bên luôn? Mình sẽ ăn thử mỗi bên. Bây giờ nè, con ăn thử bên này đi, xong rồi hồi mới ăn thử bên này. Đó. Rồi, rồi ăn thử nè. Dạ. Yeah. Sao nè? Hơi nhăn chắc là không đúng khẩu vị lắm phải không? Rồi. Cũng được. Cũng được. À, Kiến Anh đã ăn cái bên đó rồi, bây giờ Hiếu sẽ thử cái miếng thịt bên đó luôn, thịt ba rọi chiên bên đó thơm phức. Giòn tan. Thử miệng nè. Xong rồi bắt đầu là cả hai cùng cho điểm món thịt trước nha. Kiến Anh cho món thịt tới mấy điểm rồi con? Dạ 2 điểm. 2 điểm rồi. 2 điểm. Hơi mặn nhưng vẫn cho 2 điểm hả? Không, bởi vì trang trí rất là đẹp. À, cho điểm trang trí. Rồi. Hiếu nè. Hiếu. Cho thịt tới mấy điểm? Ngon chắc không? Sao nè? 2 điểm luôn. 2 điểm luôn. Thấy ngon không? Ngon không? Cơ bộ là ngon à. Không mặn đúng không? Như vậy là Hiếu là thích ăn mặn, còn Kiến Anh là không thích ăn mặn. Không thích ăn mặn cho nên có thể là đối với Kiến Anh ăn vậy là hơi mặn. Nếu mà ăn với cơm chắc nhiều khi là vừa đó. Rồi bây giờ mình thử cái miếng thịt bên đây nè. Chuyển cái thịt đây mình thử nè. Rồi. Mọi người sẽ thử một miếng luôn. Rồi. Bên đây cũng đẹp nha, nhìn kỹ là cũng đẹp đẹp đó. Nói chung là nhìn chứ đâu có thấy khác đúng nhiều rồi. Đâu. Không, cái này có tỏi trên nhiều hơn. À. Ở bên đây có ớt nhưng mà có lá với tiêu bên đây. Đúng rồi. Chà. Không, cái này 1 điểm. Cái này mấy điểm? 1 điểm. Tại sao? Lắm luôn. Mặn lắm luôn. Wow. Mặn lắm luôn. Vậy tính thế ra là thế là khấn này luôn á. Không, cái đó mặn quá. Rồi, coi bộ khẩu vị của hai người không giống nhau lắm. Khác nhau nha. Rồi Hiếu cho cái bên thịt này là mấy điểm nè. Có ăn không bớt chép chép thì chép cái chú nuốt nước miếng theo nè. Thiệt luôn, từ nãy giờ nhìn hai đứa ăn thèm chết luôn. Cái mình đứng mình ngồi mình thèm quá trời. Thật sự rất thèm luôn á. Con là con thích bên nào hơn nè. Này là nãy 2 điểm, ở đây là 1 điểm đúng không? Dạ. Đó bạn đây là có lưu rõ ràng nè. Bây giờ tới Hiếu nè. 2 điểm. 2 điểm rồi bên kia cho là 1 điểm. 1 điểm đúng không? Rồi. Rồi bây giờ tới thử canh nè. Rồi. Mình thử canh nè. Canh mình lấy cái muỗng nè. Canh là mình lấy cái muỗng nè. Bỏ cái đũa xuống nè. Thử bên đây chưa? Rồi. Cái chén có hứng vô nè. Mùi vị bình thường. Mùi vị giống mà canh bình thường. Rồi vậy mình ăn thử đi con. Múc vô chén nè, múc vô chén nhưng mà đang né cái rau nè. Đó, các bé đều không thích ăn rau là không biết vì sao nha. Cái này lạc quá. Này lạc hả? Rồi. À, đối với Kiến Anh thì sao? Cái này cũng không được lắm. Suy nghĩ lại đây, khăn giấy nè con, khăn giấy. Rồi, ba thử cái này luôn đi. Rồi bây giờ mình thử cái món canh cái này luôn đi. Trang trí hoa Mỹ nè. Hoa Mỹ nè, đó trang trí hoa Mỹ có nè. Có tiêu nữa. Tới Kiến Anh nè. Ta không lấy tiêu. Thật ra con ăn thêm cái rau này nữa nó rất là mới ngon. Không, nhiều khi các bé là không thích ăn rau đấy. Nhiều khi ở nhà mẹ nấu là múc riêng ra không ăn rau. Con anh gấp hết rau bỏ ra hết. Ép lắm nha, không chịu ăn. Thôi con ăn tiêu được. À không ăn được tiêu hả? Nhưng mà con ăn thử canh con thấy thế nào? Dạ được hơn canh này. Được hơn. Vậy là bên đây là? Bên đây là 2. 2 điểm. Bên đây 1 điểm. Dạ. Rồi, còn Hiếu sao? Minh Hiếu sao? Cái này 2, cái này 1. À, cái này 2, cái này 1. Tổng điểm các bé cho là bên đây là đang 5 điểm nè. 5 điểm nè, bên đây 7 điểm nè. Bây giờ bắt đầu mình lật. Bây giờ tụi con muốn lật bên nào trước? Dạ, bên này trước đi. Bên này trước đúng không? Rồi, cho con lật luôn á. Từ từ. Nếu bên này là bố Bảo, con sẽ khóc. Con sẽ khóc. Khóc luôn à. Mà nếu mà là bố Sơn thì con sẽ cười. Cười đúng không? Và chúng ta sẽ cùng xem 7 điểm có phải là bố Sơn của bé Hiếu hay không nha. Xin mời. 3. Khoan. Mấy mình lật 2 luôn đi. Ok. Cho bất ngờ. Rồi. Đúng không? 1 2 3.